cặp đôi võ hoàng yến và minh tú đã có màn cắt quắc đặc biệt có một không hai ngay tại sâu diễn của nhà thiết kế đỗ long đường lăn oai của cặp đôi siêu mẫu bắt đầu bằng giải đá ven biển phủ đầy rêu xanh trơn trượt và kết thúc bằng sàn cắt quắc phủ đầy cắt nún cả hai đều diện những bộ cánh lộng lẫy của nhà thiết kế đỗ long và bước đi trên đôi cao gót lênh khênh chỉ nhìn thôi cũng thấy khó khăn vô cùng và nếu không phải là những chân dài dày dặn kinh nghiệm thì khó có ai đủ dũng cảm để bước đi trên đường lăn oai hiểm trở như vậy bạn sẽ không thể hình dung ra độ nguy hiểm của màn cắt quắc nếu không xem đoạn clip chia sẻ lần tập luyện tổng duyệt trước giờ g của võ hoàng yến và minh tú siêu mẫu võ hoàng yến bước đi trên đôi cao gót, dưới chân là dải đá ven biển phủ đầy rêu xanh, thậm chí từng đợt sóng biển còn vỗ tới tấp, chỉ nhìn thôi cũng thấy thót tim. Đến võ hoàng yến cũng phải công nhận dải đá rất trơn, cô phải tập bước đi đến 2, 3 lần mới có thể kiểm soát được lực chân cũng như độ trơn trượt của mòn đá. Chỉ sơ sẩy một giây thôi là võ hoàng yến sẽ bị vấp ngã, ai nấy đều nín thở với khoảnh khắc siêu mẫu bước xuống mòn đá trên vênh này. Về phần Minh Tú, cô được chọn mặt gửi vàng một thiết kế đầm dài tựa nàng tiên cá, càng tăng thêm độ hóc búa và nguy hiểm cho mỗi bước cắt quắc của cô. Minh Tú trình diễn trên mỏm đá ướt đẫm nước biển, rêu xanh bao phủ cũng không hề ít, bộ đầm dài chấm gót, phần chân váy chắc hẳn cũng ướt sũng nước biển. Vậy mà Minh Tú vẫn bước đi một cách đầy tự tin và sắc lạnh.